Vâng, chào anh Trần Siêu. Các bạn nào muốn giao lưu, các bạn có thể giao lưu và có thể đặt câu hỏi. Thì chúng tôi xin bây giờ thì chúng tôi đang ngồi trong vẫn là trong trung tâm báo chí để chờ nếu mà có những cái kết quả và có những cái cuốn phim thời sự của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ gửi lên cho quý khán giả. Vâng, thì thưa quý khán giả, như chúng ta đã được biết lúc nãy chúng tôi phỏng vấn trong một cuộc họp báo ngắn ở dưới sảnh thì ông Lê Hoàng Trung ở thứ trưởng của Bộ Ngoại giao lúc có nói là sáng nay thì phái đoàn của ông Kim Jong Un đã đi thăm Hải Phòng và đi thăm của nhà máy hình như Samsung. Vâng, thì thưa quý khán giả, họ đã có những cái tiêu chí là những cái kế hoạch về thương mại đối với Việt Nam và Triều Tiên. Thì trong lúc đó thì ông Donald Trump cũng đã có buổi họp với lại phái đoàn của Mỹ do ông Ngoại trưởng Michael Pompeo chủ tọa. Thì trong cái phái đoàn này và chúng ta trả lời câu hỏi của chúng tôi thì ông Lê Hoàng Trung cho biết rằng là cái ngày hôm nay cái Việt Nam đã ký được 21 tỷ, một con số rất là lớn thưa quý khán giả, 21 tỷ cho cái buổi sáng hôm nay. Đó là một cái con số ngoại thương rất lớn. Vâng, thì tối nay thì ông Trump và Kim cũng sẽ có họp báo, thì chúng tôi đang chờ đây để có những cái tin tức để kịp thời gửi đến cho quý khán giả. Và những cái ngày mùng 1 tháng 3 này thì ông Kim sẽ gặp Nguyễn Phú Trọng. Thì lúc nãy có một cái điểm chúng tôi hỏi về vấn đề cầm lá cờ thì ông Trung xác nhận đây là một cái chuyện nghi thức và kiểu mà rất là nghĩa là thân thiện, chứ nó không phải là cái thủ tục protocol. Nhưng mà khi mà hai quốc gia mà đã có những cái liên hệ với nhau, các bạn cho biết là nghe có rõ không ạ? Bởi vì chúng tôi đang dùng hệ thống máy nghe chứ không chúng tôi không mở trực tiếp ạ. Mà thì chúng tôi thưa quý khán giả vừa làm việc đấy, vừa làm việc vừa nói chuyện với các bạn. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thiện Hòa, cảm ơn Nguyễn Tiến Duy. Vâng, thì chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện. Thì sau đó thì chúng tôi được biết là ông Trung đã xác nhận câu hỏi của KBC hải ngoại là 21 tỷ. Vâng. Cái thứ hai nữa, ông Trung cũng có nói là cái nghi thức ngoại giao không có bắt buộc. Thế nhưng mà cái vấn đề mà ông Trump đồng ý cầm cái lá cờ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó chỉ nói lên một cái tiêu chí là coi Việt Nam là một cái quốc gia thân thiện. Trong cái tình huống ngoài cái những cái thân thiện về vấn đề mà chính trị ngoại giao, chúng ta còn những cái thân thiện trong cái tình giống như là hỗ trương lẫn nhau, trong tình bạn bè đấy, và trong tình chiến hữu. Bởi vì chắc chắn là Việt Nam sẽ trở thành một cái đối tác chiến lược tương lai của Mỹ ở tại Đông Nam Á cùng với lại Ấn Độ và Nhật Bản. Thì bây giờ cái ngoài Ấn Độ, Nhật Bản và Đại Hàn, Đài Loan thì có lẽ là Việt Nam là một cái quốc gia quan trọng nhất, tại vì đó là một cái huyết mạch, cái đường nối, cái cầu nối giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đức Lân. Và thì thưa quý khán giả, cái buổi họp báo, cái buổi không phải là họp báo mà là tiếp xúc rất là ngắn, ông Trung đã trả lời báo chí trong lúc mà phái đoàn Mỹ hủy bỏ cái cuộc họp báo ngày hôm nay. Có lẽ là chắc họ muốn đợi cái chuyện cuộc họp báo của ông Tổng thống Donald Trump với lại
ông Kim Jong-un nó có cái những cái tiến triển tốt đẹp nữa thì càng tốt, thông báo sau nó cũng không muộn. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi muốn được gửi tới quý khán giả qua những nhận xét mà chúng tôi đi loanh quanh cũng như đấy thì tất cả mọi người, các ký giả nước ngoài họ rất là gọi là một cái chữ có ấn tượng rất lớn về cái vấn đề này. Chúng tôi có tiếp xúc và nói chuyện với một vài ký giả thì họ có nói rằng một cái sự thành công ngoài sự tưởng tượng của các cái ký giả trên thế giới trong nội trong ngày hôm nay thôi. Tức là chúng ta không nói kể ngày 26 tại vì ngày 26 chưa phải là cái ngày chính thức. Thế, và họ thấy rằng những cái sự thân thiện của ông Trump khi ông vừa xuống phi trường tối hôm qua thì ông đã gửi một cái tweet ở trên cái mạng xã hội Twitter để mà cảm ơn một lời như một lời cảm ơn dân chúng Việt Nam. Ông chưa nói gì về chính quyền hết, ông bảo một cái sự mà gọi là đón tiếp ông quá nồng hậu ngoài cái sức tưởng tượng của ông ấy, nhất là buổi tối nào không nghĩ rằng là mọi người lại ra ngoài đón ông ấy, quá cái sự mà tại vì thật sự bên Mỹ có tổng thống Donald Trump chưa bao giờ mà có, hoặc là tổng thống Mỹ chưa bao giờ có những cuộc đón tiếp lớn như vậy. Thành ra họ ông ấy nghĩ rằng đó là những cái cảm tình mà dân chúng Việt Nam nói riêng và cái nhà nước Việt Nam nhà nước Việt Nam nói riêng và dân chúng Việt Nam đã chấp nhận sự hiện diện của ông và chấp nhận cái sự mà đối tác với lại Hoa Kỳ. Thì ngoài ra thì chúng tôi được biết là bên Vietjet đã ký hình như là tất cả là chúng tôi không rõ cái con số nhé. Thì nếu bạn nào có rõ con số thì tắt lên dùng là hình như 17 chiếc, trong đó là 7 chiếc Airbus và 10 chiếc là Boeing với lại ông Mike Pompeo. Thì Vietjet ngày hôm nay có tặng cho chúng tôi mỗi một nhà báo một cái đây này là cái logo của cái hội nghị thượng đỉnh, đây là Vietjet Aircom. Thì thưa quý khán giả, đó là cái gì? Đây là một cái máy chạc, máy pin chạc để dành cho các nhà báo có thể chạc. Đây có hai cái ổ cắm của bắn dán tên Vietjet, thì họ Vietjet họ dán lên rồi, thành ra chúng tôi không biết là cái này nó được bao nhiêu em và tức là được bao nhiêu giờ. Thế nhưng mà có còn hơn không, tại vì ngày hôm qua đấy chúng tôi đã chạy đến hết cả pin chạc, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chạy vào trong trung tâm báo chí này để mà trả tiếp. Chúng tôi ngồi ở phía trường thì nhờ cái máy chạc của Bùi Hồng Phong đưa cho tôi. Lúc đi ở từ Mỹ đi rất là vội vàng, quên một cái máy chạc khổng lồ, tức là máy chạc ra thì chạc được tất cả 72 tiếng. Còn cái thông thường thì nó chỉ dùng được khoảng 8 tiếng là tối đa, hoặc mấy mấy tiếng. Vâng, cũng hy vọng như vậy Duy Nguyên. Cái kiểu này khi mà nó có hai ổ cắm như vậy chắc chắn là nó phải là tối thiểu là 15. Và một cái mũ Vietjet Air mình có đội được không? Và một cái không biết đây là một cái áo, hình như là cái áo vừa cái áo Hà Nội The City for the Peace, thành phố Hà Nội cho hòa bình. Đó là cái chủ đề của cái hội nghị năm nay, và thành phố hòa bình đã được Liên Hiệp Quốc công nhận đây là một thành phố của hòa bình.
Chúng tôi vừa nói chuyện với các bạn và vừa làm máy thưa các bạn. Có bạn nào muốn giao lưu không? À, bạn nào lên chia sẻ gì không? Như lúc bình thường thì nhiều người là muốn nói, bây giờ thì mời nói lại không không nói vâng. Thì thưa quý khán giả, và bây giờ thì chúng tôi đang làm cái video tối hôm qua đón Tổng thống Trump. Mặc dù chúng tôi có những cái video của các cơ quan khác như ở VOA hoặc là những cái thì quý vị đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đưa cái sản phẩm của riêng KBC Hải Ngoại để cho mọi người biết rằng chúng tôi tới đây để làm việc chứ không phải chúng tôi tới đây để ngủ. Chúng tôi nói này không phải là chúng tôi nói trách mấy anh Đoàn Trọng. Thế nhưng mà lúc nãy mà trong cái cuộc họp báo đó thì Derek Phạm có gọi cho Đoàn Trọng hỏi bây giờ sao? Tôi bảo bây giờ tôi phải về ngủ tại vì cái thời khắc nó khác biệt nhau. Thế nhưng mà thật sự rằng có Đoàn Trọng nổi tiếng là hơi yếu sức khỏe, hồi APEC 2017 cũng vậy, cũng phải hai cả Đoàn Trọng và David Minh, những người làm truyền thông mà không có sức khỏe rất là khó, mà nếu mà được cái sức khỏe như nhà báo thì lại là một cái sự trời cho, rất cũng là khó mà hiếm có được như vậy. Vâng, bận, có lẽ giờ hành chính mọi người cũng đang bận. Lúc nãy thấy anh Trần Siêu giơ tay, không biết anh Trần Siêu có muốn nói chuyện gì không? Chúng tôi mời quý khán giả xem một vài cái, có lẽ là quý vị đã coi rồi, nhưng mà những người nào chưa coi thì có thể coi tiếp để hãnh diện với đất nước và quê hương của mình. Trong khi chúng tôi upload trong cái video này xong quay trở lại nói chuyện với quý vị sau nhé. Vâng, đây là hình ảnh của Bái Đính.
Vâng, hình như là có. Ông ở đâu vậy? Phái đoàn. Phái đoàn của Hàn Quốc. Của VNPT. À, của em. Truyền hình thì bây giờ thu được bao nhiêu tiền? Em bảo anh là tổng cộng là đến bây giờ là thu khoảng 376 ngàn. Một 376 ngàn. Lần sau anh tính quyết định là ở đâu tính thời gian thu địa bàn. Không chưa biết đây để anh cứ hoạch toán là thu địa bàn. Đã có cô Yến, cô Thúy thì đã hoạch toán hết. Mấy này nó cũng méo mắt. Tiền không có rồi. Kính thưa ông, chúng tôi là ký giả của nước ngoài, cả KBC hải ngoại. Vâng, tôi là Nguyễn Phương Hùng, đã đến đây là lần thứ 24 về tác nghiệp ở trong nước. Vâng, thì qua cái nghị hội ngày APEC 2017, chúng tôi đã có một cái ấn tượng rất lớn. Và bữa nay chỉ có 20 ngày chúng ta biết trước và 10 ngày để chuẩn bị. Thì thưa ông cho biết cảm tưởng cái sự mà cái hội nghị ngày hôm nay giữa Triều Tiên và Mỹ Quốc thưa ông. Đấy cảm tưởng cá nhân của ông. Vâng, thưa đại ông. Dạ vâng. Vâng, thưa ông cho biết là cảm nghĩ của Việt VNPT khi mà là một trong hai. Tôi rất vinh dự được phục vụ hội nghị này. Dạ vâng. Cái đấy là nói chung là vinh dự của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Dạ, vâng. Chúng tôi chỉ là một thành phần thôi, cố gắng phục vụ tối đa. Và thưa cái này đang dùng VNTP phim chip. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, thưa quý khán giả, xin lỗi em. Ông là tổng giám đốc của công ty VNPP, tức là một cái công ty về sim. Thì chúng tôi có hỏi một câu hỏi đó thì có lẽ là ông tránh cái vấn đề mà nhạy cảm, tại vì không thuộc về cái thẩm quyền. Vâng, thưa quý khán giả. Vâng, thưa chúng tôi vừa nhìn thấy ở trên mặt màn ảnh đây là ngày chương trình ngày 27 thì sẽ có tổng thống sẽ đến JF từ một JF JW Marriott Hotel đến chỗ Metropole Hotel để meet, để cùng họp với lại ông Triều Tiên, tức là DPRK Chairman. Thì ở một buổi ăn buổi tối giữa hai tổng thống sẽ được tổ chức. Và ngoài ra thì tổng thống Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Metropole Hotel để trở về tới Marriott Hotel. Đó là cái chương trình ngày mai. Vâng, thưa bây giờ thì chúng ta có chương trình rõ ràng là ngày mai thì chúng tôi không có giờ, nhưng ngày mai thì là cái 27 thì tổng thống Hoa Kỳ sẽ từ khách sạn JW Marriott Hotel đến khách sạn Metropole Hotel để gặp với lại lãnh đạo của Triều Tiên, có nghĩa rằng cái nghị hội quốc gia sẽ không phải là nơi để hai vị lãnh đạo này gặp nhau. Và sau đó thì buổi cơm tối giữa hai tổng thống và lãnh đạo của Triều Tiên.
Và cuối cùng thì Tổng thống Mỹ sẽ trở về. Thì đây là ba cái chương trình này sẽ được chiếu ở trên màn hình. Thì chúng tôi sẽ cũng sẽ trực tại nơi đây để gửi tới quý khán giả những cái hình ảnh mà chúng tôi có thể có được ở từ trong cái màn hình truyền hình này. Vâng. Vâng, vui mạnh chảnh nhé. Nếu mà bạn trúng được đề thì bạn cho nhá, chia nhá. Bữa này thì lại là thêm ba người thứ 30. Vâng, quý khán giả, bất cứ giờ phút nào các bạn muốn liên lạc với KBC, muốn lên trên này để mà cùng chia sẻ với những cái tâm tình của các bạn, những cái cảm nghĩ của các bạn, các bạn cứ việc lên đây, chúng ta sẽ cùng nhau để mà nói chuyện về cái sự thành công này của đất nước của chúng ta. Đây là một điều rất là... Anh em ở bên an ninh có nói chuyện với chúng tôi, họ cũng than phiền về cái vấn đề mà phái đoàn Mỹ cũng như là cái chương trình hầu như là thưa quý khán giả thay đổi tất cả 90%. Còn được cái ý chúng tôi nói đây là những cái địa điểm và những cái thời gian và cái kế hoạch, chứ còn cái nội dung của các buổi ký kết thương mại hiệp định thì coi như đã xong rồi, đã có sẵn rồi, quý vị chỉ tới để ký mà cho nó hợp thức hóa mà thôi. Vâng, thưa quý khán giả, đó là những cái điều mà chúng tôi được ghi nhận trong cái thời gian đại hội này.
gặp lại là chúng tôi đang chờ đây để phái đoàn của tổng thống Hoa Kỳ trong khi ăn trưa với lại Phúc và lại phái đoàn của Nguyễn Trung Giang Buôn để trở lại thì cũng gặp nhau tại chiều nay và sau đó thì tối tổng thống Hoa Kỳ và chuyên gia đạo Kim Jong Un sau đó thì tổng thống của Hoa Kỳ sẽ rời khỏi khách sạn Metro Hotel. Nếu mà tin này thì ông sẽ qua bên Metro để quay với anh để nói anh. Mai thì chúng tôi chưa biết là đâu hết hầu khi nào bắt được. Nguyên cái nội mà ông Trump ông cầm cờ cộng sản thì bây giờ không biết là ông Ngô Kỷ có thắc mắc về cái áo nhà báo mặc không? Chiều nay chúng tôi thấy thêm trái cây, có thêm chum chum chóc, có cam rất là ngọt. Derek, Derek. Gọi hai lần không trả lời. Có gì không? Lúc nãy em gọi em có gì không? Đâu để em ra.
để cho hai chị nó thu cái đoạn mà anh phỏng vấn bằng tiếng ha. Và thằng dưới kia máy bây giờ nóng lắm. Chưa biết. Còn cái đây là cái gì đó, chiều hôm nay là hôm nay 27 rồi. Chưa biết, tối nay các ông, chiều nay các ông họp nhau, ăn tối ở khách sạn Metropo. Mai chưa biết, có lẽ ngày mai là ký kết. Cũng có một tin nữa, tin đồn nữa là ngày mai sẽ ký kết hiệp ước tại trung tâm hội nghị quốc gia. Thưa các bạn thấy, bởi vậy tin vui lắm. Không biết tại sao lý do gì mà họ giữ rất kín. Chắc chắn là không sợ cho phá hoại rồi. Đấy, nhưng mà cái không biết tại sao. Chúng tôi đang ngồi chờ những cái thước phim cho cái buổi họp ngày chiều hôm nay. Để tiết kiệm điện, chúng tôi hẹn các bạn trở lại ngày sau nhé.